Nhật Minh rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Góc nhìn đa chiều. Thưa quý vị, tưởng chừng hữu ích và vô hại, song cốc nhựa dùng một lần lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Tuy vậy, ở Việt Nam, người dùng vẫn thờ ơ trước chất lượng. Không chỉ được bày bán ở các chợ đầu mối, chợ lớn mà đồ nhựa dùng một lần còn được rao bán tràn lan trên các trang mạng với giá rất rẻ. Người bán cứ bán, người dùng cứ mua và sử dụng một cách vô tư. Có lẽ do đã quá quen với việc sử dụng nên chẳng có ai thắc mắc hay cẩn thận yêu cầu đựng đồ uống, đồ ăn bằng vật dụng khác. Những chiếc ly nhựa trong suốt này thường được sử dụng để đựng nước uống mang đi, đa phần là nước đá, có khi là đựng cả nước nóng như sữa đậu, cà phê, tàu hũ. Chưa kể là nó còn được dùng để đựng các món ăn nhanh như bánh tráng trộn, xoài lắc, xiên que, vân vân. Và người ta đặt cho nó cái tên thông thường là ly nhựa dùng một lần. Thế nhưng, nhằm tiết kiệm chi phí nên thay vì dùng xong một lần rồi bỏ đi, nhiều người vẫn tận dụng lại ly nhựa này sau khi nghĩ là đã rửa sạch. Điển hình như những hàng quán ven đường, người bán thì mảy may tái sử dụng, còn thực khách thì cứ thế mà vô tư dùng. Bởi đối với họ, đơn giản là vì loại ly này khá tiện lợi và chắc có lẽ là an toàn. Theo kết quả điều tra của các nhà khoa học Mỹ và Canada, các loại ly nhựa dùng một lần trên toàn thế giới đều được sản xuất từ loại nhựa polystyrene. Loại nhựa này khi gặp nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ cao có thể giải phóng ra chất styrene vô cùng độc hại, gây vô sinh, ung thư, phá hủy DNA trong cơ thể người, gây rối loạn hệ thần kinh. Đặc biệt, chất styrene rất dễ xâm nhập vào cơ thể và dù nhiễm độc với nồng độ nhỏ cũng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Tại Việt Nam, có đến 95% người dân sử dụng ly nhựa dùng một lần mà không hề hay biết, hoặc biết mà vẫn lờ đi yếu tố nguy hại của nó. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, các loại sản phẩm nhựa dùng một lần, bất kể đựng đồ nóng, đồ lạnh hay thực phẩm có tính axit đều có hại. Bên cạnh đó, nguyên tắc của đồ nhựa dùng một lần là sau khi sử dụng, đồ nhựa đó được thu lại và không được dùng để tái chế lại hoặc là dùng trong công nghệ thực phẩm nói chung nữa. Nếu cứ tiến hành đựng thực phẩm trong đồ nhựa tái chế thì nguy cơ rước bệnh là cực lớn. Nhưng người tiêu dùng khó mà biết được nguồn gốc thực sự của sản phẩm mà mình đang sử dụng. Bởi ngày càng có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh nhựa tái chế ra đời mà không được các cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng. Thật không quá khó để mua được các loại ly nhựa dùng một lần với số lượng nhiều mà giá thành lại quá rẻ tại các khu chợ bình dân. Người tiêu dùng hầu như không biết rõ nguồn gốc xuất xứ, chất liệu nhựa được sử dụng để làm ra thành phẩm có phải loại nhựa đạt tiêu chuẩn sản xuất hay không. Một điều đáng lo ngại nữa là ngày càng có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh nhựa tái chế ra đời mà không được các cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng. Nhưng các sản phẩm ly nhựa dùng một lần như thế này vẫn được tràn lan sử dụng trên thị trường. Hiện nay, ở một số quốc gia trên thế giới như Pháp, Đài Loan đã gần như tẩy chay đồ nhựa dùng một lần. Bắt đầu từ năm 2020, Pháp sẽ chấm dứt sự phụ thuộc đối với các loại đồ nhựa dùng một lần. Còn ở Mỹ và Canada, hiện nay cũng đã thông qua lệnh cấm sản xuất và sử dụng những chiếc ly nhựa dùng một lần. Tại Việt Nam, Cục An toàn Thực phẩm cũng đã có khuyến cáo không nên dùng đồ nhựa dùng một lần để đựng thức uống nóng trên 100 độ C hoặc thức uống vừa nóng vừa chua để tránh gây nguy hại cho sức khỏe. Đứng trước thực trạng căn bệnh ung thư ngày một gia tăng như hiện nay, có lẽ tự bản thân người tiêu dùng nên cẩn trọng với những loại ly nhựa dùng một lần này. Và hơn hết, người dân cũng cần trang bị cho mình kiến thức để phân biệt một số ký hiệu trên đồ nhựa để biết cách phòng tránh. Thay cho lời chào tạm biệt ngày hôm nay, Góc nhìn đa chiều xin gửi đến quý khán giả một vài lưu ý về ký hiệu thường gặp in trên các vỏ sản phẩm nhựa. Ly nhựa ký hiệu số 1, viết tắt là PET. Đây là loại ly nhựa rất an toàn với sức khỏe, không có nguy cơ gây ung thư. Tuy nhiên, đây là loại ly chỉ nên sử dụng một lần, không nên tái sử dụng, do vi khuẩn bám trên ly loại này rất khó tẩy rửa. Loại ly nhựa có ký hiệu số 2. Đây là loại ly có đặc tính dày hơn, mờ đục và có thể chịu nhiệt tốt. Đây là loại nhựa cũng an toàn với sức khỏe. Hơn nữa, loại ly này có thể dễ dàng tẩy rửa và không bám vi khuẩn. Loại ly nhựa ký hiệu số 3, số 4. Đây là loại nhựa đã bị cấm ở một số thành phố lớn trên thế giới, trong đó có Đức. Đặc tính của loại ly này là mềm dẻo và độ bền cao. Loại ly nhựa ký hiệu số 5. Ký hiệu số 5 là một trong những loại ly nhựa an toàn nhất, được phân loại theo thành phần cấu tạo là polypropylene. Ly nhựa loại này còn gọi là ly nhựa PP. Ly PP cũng thường được sử dụng trong các cửa hàng trà sữa. Các loại ly nhựa có ký hiệu từ 6 đến 7 không nên sử dụng. Ly nhựa ký hiệu số 6 là loại ly nhựa xốp. Ở nhiệt độ cao từ 40 độ C trở lên sẽ sản sinh ra những chất độc hại đến sức khỏe. Ly nhựa số 7 là loại cực độc hại. Với cấu tạo là nhựa carbonat và chứa chất PPA sẽ thẩm thấu vào thực phẩm, nước uống.
chỉ với một lượng nhỏ từ 0,01% sẽ gây tác hại như vô sinh, ung thư, ảnh hưởng đến sức khỏe và hệ thần kinh. Đối với trẻ em và phụ nữ có thai, loại nhựa này còn có khả năng gây đần độn và ảnh hưởng đến thai nhi.